Xin kính chào quý vị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi, phiên giao dịch sáng ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 4 năm 2020. Mở cửa trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng trên thế giới trong ngày đang đứng ngưỡng 1.621,8 USD trên một ounce và giá vàng đã tăng 6% kể từ đầu năm nay. Song gần đây đã chứng kiến đà bán tháo tăng mạnh do sự bất ổn của thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến giới đầu tư tăng cường bán vàng để lấy tiền mặt cũng như là để chốt lời trong giai đoạn kinh tế khó khăn do khủng hoảng về dịch viêm phổi cấp. Số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cũng tăng trong tuần vừa qua và đạt mức kỷ lục lên 6,6 triệu người. Trong bối cảnh biện pháp cách ly toàn xã hội đang được thực hiện một cách rộng rãi ở đất nước này để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Và theo nhiều chuyên gia, các thị trường có thể đã không được chuẩn bị một cách tốt nhất cho số liệu việc làm của nước Mỹ. Vàng bị kìm hãm bởi nhu cầu nắm giữ tiền mặt trong bối cảnh dịch bệnh trên khắp thế giới, trong đó có cả nước Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước ở khu vực châu Á. Và người dân lại ở nhà khiến thị trường vàng cũng đóng băng. Vàng với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống đang phải đối mặt với lực cản từ việc tiêu thụ bán lẻ chậm hơn ở một số nước, như đặc biệt như là Ấn Độ, ở châu Âu và Hoa Kỳ. Và theo các chuyên gia kinh tế, nếu số liệu việc làm của Mỹ trong những ngày tới càng tồi tệ hơn thì Mỹ nhiều khả năng sẽ rơi vào sự suy thoái sâu và giá vàng cũng sẽ giảm do nhu cầu tiêu thụ tiền mặt qua tăng cao trở lại. Mở cửa trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, sáng ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 4, mặc dù các doanh nghiệp kinh doanh vàng đóng cửa và chỉ giao dịch online, song giá vàng ở trong nước vẫn vượt mốc 48 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, các hệ thống vàng trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay được niêm yết như sau. Thứ nhất đó là đối với nhẫn 4 số 9, chiều mua vào đang niêm yết mức giá 44 triệu 450 nghìn đồng trên một lượng và bán ra là 45 triệu 550 nghìn đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9, chiều mua vào 44 triệu 150 nghìn đồng và bán ra là 45 triệu 350 nghìn đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 24K, chiều mua vào niêm yết mức giá 43 triệu 401 nghìn đồng và bán ra là 44 triệu 901 nghìn đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 18K, chiều mua vào 32 triệu 166 nghìn đồng và bán ra là 34 triệu 166 nghìn đồng. Vàng nữ trang 14K, chiều mua vào đang niêm yết mức giá 24 triệu 592 nghìn đồng và bán ra là 26 triệu 592 nghìn đồng trên một lượng. Còn đối với vàng nữ trang 10K, chiều mua vào đang niêm yết mức giá 17 triệu 063 nghìn đồng và bán ra là 19 triệu 063 nghìn đồng trên một lượng. Và trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, hệ thống SJC ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đối với hệ thống Doji, PNG cũng không có sự thay đổi về giá so với phiên chốt giá của giờ chiều ngày hôm qua. Cụ thể như hệ thống SJC ở thành phố Hồ Chí Minh, chiều mua vào đang niêm yết mức giá 47 triệu 050 nghìn đồng trên một lượng và bán ra là 48 triệu 050 nghìn đồng trên một lượng. SJC ở Hà Nội, chiều mua vào 47 triệu 050 nghìn và bán ra là 48 triệu 070 nghìn đồng trên một lượng. Hệ thống Doji ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện nay đang niêm yết mức giá mua vào là 46 triệu 800 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 800 nghìn đồng trên một lượng. Còn đối với hệ thống PNG ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước, cũng như là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì chiều mua vào đang niêm yết mức giá 46 triệu 800 và bán ra là 48 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng. Đối với hệ thống vàng Phú Quý, chiều mua vào niêm yết mức giá 47 triệu 200 và bán ra là 47 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng. Bảo Tín Minh Châu trong buổi sáng ngày hôm nay cũng niêm yết mức giá mua vào là 47 triệu 100 và bán ra là 48 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng. Hệ thống Mi Hồng chiều mua vào 47 triệu 200 nghìn đồng và bán ra là 48 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng. Trong ngày hôm nay đối với Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng thì cái chiều mua vào và bán ra thì đều có sự chênh lệch nhau 1 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng tại các ngân hàng trong ngày hôm nay, cụ thể như hệ thống Exim Bank, chiều mua vào 46 triệu 800 và bán ra là 47 triệu 600 nghìn đồng trên một lượng. Tại ngân hàng ACB, chiều mua vào 46 triệu 700 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 700 nghìn đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Sacombank, chiều mua vào 46 triệu 800 và bán ra là 48 triệu 100 nghìn đồng. Ngân hàng SCB, chiều mua vào đang niêm yết mức giá 46 triệu 900 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Maritimebank, chiều mua vào 46 triệu 500 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng. Còn đối với hệ thống SJC ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì ở một số địa phương như SJC ở Đà Nẵng, Nha Trang, Cà Mau, Bình Phước, Huế,
Biên Hòa, Đà Lạt, Long Xuyên v.v. Trong ngày hôm nay đang giao động mức giá mua vào là 47.020.000 đồng và bán ra đang giao động mức giá 48.050.000 đồng trên một lượng. Đó là thông tin về giá vàng trong phiên cập nhật sáng ngày hôm nay, ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 4 năm 2020. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bảng cập nhật chi tiết tất cả các hệ thống vàng, ví dụ như là Doji 10K, 14K, 18K và 24K, cũng như là một số hệ thống mi hồng khác ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Kính mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi.